Nữ hoàng Hòa Lan đọc diễn văn giả từ quốc dân, tin từ Amsterdam. Tối hôm qua, nữ hoàng Beatrix đã đọc diễn văn gửi cho quốc dân trên đài truyền hình trước khi thoái vị, trao ngai vàng cho trưởng nam. Thái tử William Alexander sẽ trở thành vị vua đầu tiên của Hòa Lan trong vòng thời gian 120 năm qua. Qua bài diễn văn, nữ hoàng nói thái tử đã được chuẩn bị để giữ vai trò mới qua những hoạt động trong nước và trên cấp bậc quốc tế. Trong lễ lên ngôi ở nhà thờ mới, nhà vua William Alexander sẽ chấp nhận mệnh lệnh không hành động vì cá nhân, đứng trên quyền lợi các đảng phái và các nhóm. Để làm tròn nhiệm vụ, nhà vua sẽ yêu cầu dân chúng Hòa Lan tin tưởng và ủng hộ. Bà cảm thấy được ban ơn vì người vợ đáng yêu của nhà vua là một phụ nữ có con tim nồng ấm, hiểu rõ ràng các mối liên hệ con người và sẽ giữ một vai trò đặc biệt. Ngày 30 tháng 4 là ngày nữ hoàng tại Hòa Lan. Vào ngày này, người dân Hòa Lan mặc trang phục màu hoàng gia, tiệc tùng từ mờ sáng cho tới khuya. Tuy nhiên, ngày nữ hoàng năm nay sẽ đánh dấu ngày thoái vị của nữ hoàng Beatrix, 75 tuổi, sau 33 năm tại vị, và nhường ngôi cho con trai trưởng là William Alexander, 46 tuổi. Hoàng gia Hòa Lan được dân chúng rộng rãi ủng hộ. Theo thăm dò của Ipsos, khoảng 78% dân chúng ủng hộ hoàng gia. Tuy nhiên, hoàng gia Hòa Lan đã bị tước bỏ ảnh hưởng chính trị, không còn quyền chỉ định người trọng tài khi đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp. Thành phố Amsterdam đã tràn ngập màu cam là màu hoàng gia. Nhà cửa treo cờ, cửa sổ các cửa hàng trưng bày bánh kẹo, quần áo và hoa màu cam. Những người đi dự tiệc cũng mặc màu cam. Gần 1 triệu người sẽ tham dự tiệc tùng trên đường phố với các ban nhạc và DJs giúp tạo nên không khí một ngày lễ hội. Cung điện hoàng gia và nhà thờ mới sẽ chứng kiến biến cố lịch sử, đón chào nhiều nhân vật hoàng gia ở châu Âu, trong đó có Thái tử George và công nương Camilla, đại diện cho hoàng gia Anh quốc, Thái tử Philippe và Hoàng phi Letizia, đại diện cho Tây Ban Nha. Công chúa Masako sẽ trở thành nữ hoàng Nhật Bản, cũng đã công du hải ngoại lần đầu tiên sau khi bị bệnh cách nay 10 năm.